Mặc dù đã có những sự chuẩn bị kỹ càng về an ninh cho World Cup 2014, thế nhưng tình hình an ninh của Brazil vẫn không có dấu hiệu được cải thiện khi mà mới đây một cuộc ẩu đả giữa các cổ động viên Brazil đã diễn ra tại Recife chỉ ít phút sau.